Xin chào các bạn. Trong bài học trước thì cô cùng các bạn đến với phần danh từ được không nào? Chúng ta nhớ 6 vị trí đặc trưng của danh từ không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về danh từ đếm được và danh từ không đếm được nhé. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi vào định nghĩa của danh từ đếm được và không đếm được, mà chúng ta sẽ tìm hiểu xem là những từ hạn định nào đứng trước danh từ đếm được và không đếm được, để trong khi làm bài thi các bạn có thể biết được là chỗ đấy, chỗ trống đấy chúng ta cần điền danh từ loại nào nhé. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng xem những từ hạn định nào chỉ đứng trước danh từ không đếm được số ít nhé. Đó là những anh như là each, every, another, a, an hoặc là one. Tất cả những cái gì mà nghĩa là một hoặc mỗi thì chúng ta sẽ đứng đằng trước danh từ đếm được số ít nhé. Còn với danh từ đếm được số nhiều thì sẽ mang nghĩa là nhiều được không nào? Thì chúng ta sẽ có những từ như là many, few, a few, several, these, those, both, one of the, each of the, hoặc a number of, hoặc other. Ok? Những từ này rất là dễ nhớ được không nào? Những danh từ không đếm được thì chúng ta sẽ có, bên kia chúng ta có a few hoặc few, thì bên này chúng ta sẽ có little hoặc a little. Ví dụ như chúng ta có này, they have very little success. Rõ ràng từ success, thành công, là danh từ không đếm được, chúng ta sẽ dùng little ở đằng trước nhé. Tiếp tục nào, ở phía bên anh danh từ đếm được số nhiều, chúng ta có từ many, thì bên này chúng ta sẽ có từ much. Okay? Ví dụ nào, the policy change caused much debate. Debate có nghĩa là gây tranh cãi đúng không nào? Thì cái chính sự thay đổi trong chính sách này đã gây ra rất nhiều sự tranh cãi, thì chúng ta có từ debate là danh từ không đếm được. Vì vậy thay vì việc dùng many nghĩa là nhiều, chúng ta sẽ dùng từ much. Và bên kia chúng ta dùng a number of, thì bên này chúng ta sẽ dùng an amount of nhé. Chúng ta có ví dụ này, what they all had together, no amount of money could buy. Tức là những gì mà họ có với nhau thì không có thể mua bằng tiền được đúng không nào? No amount of money. Ok, nào có vẻ dài dòng và khó nhớ đúng không? Bây giờ các bạn hãy thử cùng xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn nhé. Ví dụ nào, recent studies have found that there are a number of dot 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 why customers prefer placing orders online. A, reasons. B, reason. C, reasoning. And D, reasoned. Đấy chứ nào, chúng ta thấy này, trước giờ ba chấm chúng ta có a number of. A number of là đại diện từ hạn định của thằng nào nhỉ? Là danh từ đếm được số nhiều đúng không? Vì vậy chắc chắn câu này chúng ta cần phải có danh từ đếm được số nhiều rồi. Loại ngay cho cô đáp án C và D bởi vì nó không phải là danh từ. Còn thằng A và thằng B, thằng nào là danh từ đếm được số nhiều nhỉ? Phải có S thì mới là đếm được số nhiều đúng không? Vì vậy đáp án câu này sẽ là A nhé. Ok, đơn giản được không nào? Các bạn chỉ cần nhớ từ hạn định là các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn được đáp án chính xác, nhanh và gọn nhé. Còn bây giờ thì các bạn hãy cùng cô làm phần luyện tập dưới đây để có thể nhớ kỹ hơn về phần lý thuyết này. Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau. Xin chào các bạn, vấn đề về đại từ luôn gây phiền phức cho các bạn ở trong bài thi TOEIC được không nào?